2 giờ sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 8 tới, Man City sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Premier League bằng trận khai mạc trên sân Turnmore, sân nhà của Burnley. Mùa trước Man City từng thảm sát Burnley tới 6-0 tại Etihad trong trận đấu thuộc vòng tứ kết FA Cup. Đó cũng là thắng lợi thứ 11 liên tiếp của The Citizen trước đối thủ này. Về lý thuyết, chỉ phải gặp một câu lạc bộ mới thăng hạng ở trận mở màn là cơ sở tốt nhất để thầy trò Pep Guardiola có bước chạy đà thuận lợi trong mục tiêu trở thành câu lạc bộ đầu tiên và duy nhất xưa này giành cúp poker vô địch Premier League 4 mùa giải liên tiếp. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế luôn có khoảng cách. Man City ở thời điểm hiện tại, theo chính Pep thừa nhận, vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất ở cả thể trạng lẫn tâm lý. Đồng nghĩa với việc trận chiến ở Turnmore có thể sẽ khó khăn hơn so với đa số chúng ta tưởng tượng. Nào các anh em The Citizen, hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, like mạnh các sản phẩm thuộc hệ thống Man City Homey để cùng chúng tôi theo dõi video nhận định trước trận ra quân Premier League 2023-2024 của Man City nhé. Mùa trước, Man City bắt đầu Premier League bằng thắng lợi 2-0 trên sân của West Ham. Trận đấu mà cú đúp bàn thắng của tân binh Erling Haaland như cái tát đau điếng vào mặt những kẻ đã vội vã chế nhạo anh sau màn ra mắt không tốt ở Community Shield. Tương tự như tháng 8 năm ngoái, Man City cũng bước vào vòng khai mạc ngoại hạng Anh với tư cách là đội thua siêu cúp Anh. Hết như một năm trước, Haaland cũng bước vào trận đấu đầu tiên Premier League 2022-2023 với một màn trình diễn dưới mức trung bình ở Community Shield. Không dứt điểm và thậm chí không một cú chạm trong vòng 16m50 trước Arsenal trong hơn một giờ thi đấu. Nhưng Burnley rõ ràng là cái tên gợi lại một ký ức tuyệt vời cho Haaland. Trong set tennis trắng 6-0 mà Man City tạo ra trước Burnley ở tứ kết FA Cup, Haaland là chủ nhân của một cú hat-trick. Chính xác là cả 3 bàn thắng đầu tiên của The Citizen vào lưới của Burnley ở các phút 32, 35 và 59 đều được ghi bởi Mazin Mounawi. Haaland đã tịt ngòi 7 trận chính thức gần nhất trong màu áo của Man City, cũng là một trong những chuỗi khô hạn bàn thắng dài nhất trong sự nghiệp. Và Burnley, theo chúng tôi, là đối thủ vừa miếng để ngôi sao người Na Uy tìm lại manh mún bàn thắng. Thực tế, việc thắng đậm thắng đẹp Burnley từ nhiều năm qua đã trở thành một thói quen của Man City. Bằng chứng là trước khúc khởi hoàn 6-0 hồi giữa tháng 3 vừa qua, The Citizen lần lượt hạ Burnley với các tỷ số 2-0, 2-0, 2-0, 5-0, 3-0, 5-0 và 4-1 tính từ mùa bóng 2019-2020 tới hết mùa trước. Lần gần nhất Burnley hạ được Man City có lẽ chẳng mấy người trong số anh em chúng ta còn có thể nhớ được. Thế nên cứ soi thống kê cho nhanh. Đó là ngày 15 tháng 3 năm 2015, Burnley đã hạ Man City 1-0 tại Turnmore. Thời điểm đó, huấn luyện viên của The Citizen là Manuel Pellegrini. Còn tính từ triều đại của Pep bắt đầu tại Etihad, mùa 2016-2017 đến nay, Man City đã gặp Burnley tổng cộng 16 trận, thắng 15, hòa 1, sở hữu tổng hiệu số bàn thắng siêu vượt trội dương 47. Chi tiết gợi nên cảm xúc đẹp nhất ở trận Burnley-Man City, không nghi ngờ gì nữa, liên quan đến huấn luyện viên của đội chủ nhà Vincent Kompany. Kompany được coi là một trong những thủ quân vĩ đại nhất của The Citizen, là công thần được dựng tượng bên ngoài sân Etihad. Đã chơi 45 trong tổng số 265 trận Premier League dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Phong cách Pep được thể hiện sắc nét ở Burnley Kompany tại giải hạng nhất Anh mùa trước khi họ vô địch với kỷ lục về số bàn thắng và tỷ lệ kiểm soát bóng. Trận đấu với câu lạc bộ cũ Man City cũng đánh dấu một cột mốc mang tính lịch sử khi Kompany trở thành huấn luyện viên người Bỉ đầu tiên dẫn dắt một câu lạc bộ thi đấu ở Premier League. Với Pep, ông đã có 197 chiến thắng tại ngoại hạng Anh trên cương vị huấn luyện viên Man City. Thắng Burnley và thắng thêm 2 trận nữa, Pep sẽ trở thành huấn luyện viên thứ 3 từ trước đến nay chạm mốc 200 chiến thắng tại ngoại hạng Anh sau hai huyền thoại là Sir Alex Ferguson 528 trận thắng và Arsene Wenger 476 trận thắng. Trong vòng một tuần qua, Man City đã có những thắng lợi quan trọng trên thị trường chuyển nhượng và đàm phán hợp đồng với các trụ cột. Trung vệ 21 tuổi Josko Gvardiol đã cập bến Etihad với mức giá tốt 77,6 triệu bảng. Kai Walker 100% sẽ ở lại sau cuộc nói chuyện với Pep Guardiola và sau khi ban lãnh đạo City hứa với anh một mức đãi ngộ tốt hơn đề nghị từ phía Bayern. Bernardo Silva cũng sẽ không đi đâu hết, thậm chí khả năng rất cao sẽ ký hợp đồng mới để gắn bó với Etihad ít nhất thêm 4 năm nữa. Burnley là một tân binh ngoại ngành nên họ bận rộn hơn Man City rất nhiều ở hoạt động chuyển nhượng. Michel Obafemi, Jordan Bailly được mua đứt sau khi thể hiện tốt mùa trước theo hợp đồng cho mượn. James Trafford, một thủ môn trẻ giàu tiềm năng gia nhập theo học viện Man City. Dara Oshir, cầu thủ chạy cánh từ Norwich và Nathan Redmond mua từ Southampton là những tân binh đáng chú ý khác. Mới nhất là Sander Berger, tiền vệ trung tâm 25 tuổi được mua từ Sheffield United. Về mặt nhân sự, Nathan Ake là cái tên duy nhất của Man City chưa có được thể trạng ok trước trận đấu này. Tân binh Gvardiol đã tập cùng đội vài ngày, nhưng hầu như chắc chắn Pep sẽ không vội sử dụng anh trong đội hình xuất phát của The Citizen khi làm khách tại Turnmore. Điều này đồng nghĩa với việc Manuel Akanji sẽ tiếp tục chơi ở vị trí hậu vệ trái trước Burnley. Tức là bộ tứ vệ của Man City sẽ không thay đổi so với trận đấu với Arsenal tuần trước. Vẫn là Walker, Stone, Diaz và Akanji.
nhưng trong khung gỗ, sân gấu Ederson sẽ trở lại bắt chính thay Odegaard. De Bruyne hồi phục nhanh hơn dự kiến 3 tuần và màn trình diễn của anh trong nửa giờ thi đấu ở cuối trận Community Shield cho thấy Kevin không cần bất kỳ độ trễ nào để chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Man City có Kevin trên sân tính từ phút 64 là rất khác so với The Citizen trong hơn một tiếng thi đấu trước đó. Khác từ khả năng kiểm soát bóng, pressing tầm cao đến sự sáng tạo. Kevin De Bruyne chính là người truyền cho Sam Michael Palmer lập siêu phẩm mở tỷ số vào lưới Arsenal. Mùa trước, trong 28 pha kiến tạo thành bàn của Kevin trên mọi đấu trường, thì 11 là cho Hà Lan. Việc Kevin De Bruyne chắc chắn đá chính trước Burnley có thể coi là cơ sở để tin rằng Hà Lan sẽ giải hạn thành công khi phía sau anh là một đối tác tuyệt đối đáng tin cậy. Kovacic, người đã có một hiệp một khá tốt trước Arsenal và đang cho thấy khả năng thích ứng rất nhanh với hệ thống của Pep, chắc chắn sẽ được chiến lược gia người Tây Ban Nha xếp đá chính trong trận đấu tại Turf Moor. Về lý thuyết, Kovacic sẽ là một phần của cặp pivot với Rodri trong sơ đồ cơ bản 4-2-3-1. Tuy nhiên, anh sẽ trở thành một số 8 tiến lên phía trước nhiều hơn khi Man City chuyển sang mô hình 3-2-4-1 ở trạng thái có bóng. Kovacic mới đây tỏ ra rất hào hứng với việc được Pep sử dụng trong vai trò này. "Pep muốn tôi dâng cao hơn và tham gia vào mặt trận tấn công nhiều hơn", Kovacic cho biết. "Điều đó thực sự rất tốt cho tôi, bởi tôi đến đây để cải thiện và thúc đẩy bản thân lên một tầm cao mới." Về cơ bản, đội hình xuất phát dự kiến của hai đội có thể sẽ là như thế này. Hai vòng đấu cuối cùng mùa trước, Man City thua 1 và hòa 1. Lần gần nhất Man City của Pep không thắng từ 3 trận Premier League liên tiếp đã là chuyện của tháng 4 năm 2017, lượt về mùa giải đầu tiên của huấn luyện viên Tây Ban Nha tại Etihad. Sự vượt trội về chất lượng nhân sự và thành tích đối đầu trực tiếp của Man City trước Burnley là rất rõ ràng. Và đó là những cơ sở đủ để chúng tôi tin rằng một chiến thắng cách biệt cho The Citizen. 3-0 cho Pep team và ít nhất một bàn thắng trong số đó sẽ được ghi bởi Hà Lan là dự đoán của Man City Homie cho kết quả trận đấu này. Còn các anh em có quan điểm như thế nào? Hãy bình luận ở phần comment. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!